Thị trường có một phiên giao dịch tại vùng đỉnh, có vài nhịp kéo lên nhưng liên tục trong phiên là test lại đáy 1520 khoảng 3 tới 4 lần, thị trường chúng ta nhúng rất mạnh. Tuy nhiên kết quả vẫn không lắp được gap up và lực bán là tăng mạnh vào cuối phiên khi mà các cổ phiếu phần lớn quay đầu giảm điểm tương đối từ âm 1 âm 2%. Vậy thì cái kịch bản nào tốt nhất cho thị trường và chúng ta phải làm như thế nào? Rồi, xin chào mọi người, mình là Nhật Quang đến từ kênh Nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam NoVFi Stock. Hôm nay Quang sẽ phân tích lại thị trường, phân tích lại danh mục cũng như đưa ra những cái yếu tố mà mình cần phải lưu ý trong những phiên kế tiếp. Rồi, mọi người xem tới đây thì nhớ ủng hộ qua một lượt like, share, đăng ký kênh để chúng ta có thể bắt đầu bản tin hôm nay. Đầu tiên, đó là chúng ta thấy thị trường giảm 6 đến 4 điểm và VN Index chưa lắp gáp. Giá thấp nhất trong phiên của thị trường chúng ta là 1519 nha, 1519.50. Rồi, chỉ số VIN30 giảm 8.8 điểm do các cổ phiếu chính giảm là VIN30 nha. Nước ngoài hôm nay là mua hay bán ròng? Nước ngoài hôm nay là bán ròng, bán mạnh trụ VHM, VIX, HPG, KDH, tức là bán trụ. Hôm nay nước ngoài bán trụ khá là mạnh và nó tập trung mua. Nhìn qua là có vẻ là nó đang mua midcap và các cổ phiếu chứng banh nhỏ nha. Rồi, đó là chúng ta coi sơ qua về biến động của thị trường Việt Nam. Thì nhìn chung là thị trường Việt Nam hôm nay là một cái phiên đúng kỹ thuật là đánh như vậy là đúng rồi đó. Rồi, chúng ta coi tiếp là gì? Thế giới không có biến động gì cả. Dầu khí tăng mạnh nha, tăng, nhìn chung là tăng từ quanh 103 lên 109, có lúc 10 gần 110. Thì kỳ vọng của Quang là nó sẽ tiếp tục tăng thôi. Nhìn chung là giá dầu vẫn trên 100 đô là ok nha, trên 100 đô là ok. Chúng ta coi về thị trường chung. Nhìn chung thị trường chung của chúng ta liên tục hai phiên kéo nhưng kéo không nổi, biên thì vẫn mở ra, biên độ nó vẫn mở ra. Tuy nhiên là nó không tăng lên nổi vì nó có gap up quá lớn, gap up ngay vùng đỉnh cũ của nó, một cái vùng đỉnh thời đại nha. Ở đây em sử dụng cái từ đó là đỉnh thời đại 1535, một cái đỉnh rất lớn. Bây giờ nó vẫn chưa vượt được và nó còn cái gap up ngay đây là đây. 1519, 1516, tức là nó còn 3 điểm nữa nó mới lắp xong. Thì khả năng theo những gì mà Quang thấy thì khả năng nếu mà ok sáng mai nó nên lắp luôn. Có thể nó sẽ không nhúng xuống 1516 nó lắp xong đâu. Có thể nó sẽ nhúng thẳng xuống quanh 1513, 1510 luôn đó. Đó, thì kỳ vọng của Quang là sáng mai nó hãy lắp gap luôn. Hãy lắp luôn cái gap này cho hết luôn cái gap này, sau đó nó đánh lên để nó hoàn thành việc gì, test đỉnh cũ, rũ bỏ nhà đầu tư ra và bước vào cái chặng đường tăng mới. Nha, chặn đường tăng mới. Tại sao lại dùng từ chặn đường tăng mới? Vì thị trường chúng ta nó có cái mô hình tam giác đây, quan sát hết nha, mô hình tam giác đây đó. Mọi người có thể thấy là một cái mô hình tam giác và nó đã tích lũy từ giai đoạn bao nhiêu, từ 26 tháng 1 tới bây giờ cây bùng nổ vượt là 1 tháng 4 là bao lâu, là 2 tới 3 tháng phải không? 26 tháng 1, tháng 1 tới tháng 4 thôi là 3 tháng rồi nha, 3 tháng 4 tháng nó tích lũy đi ngang ở đây, 4 tháng có nhịp rũ mạnh. Thì đây là một cái tiền đề để cho một cái chân sóng chạy mới rất mạnh phía sau. Cũng như là nó chỉnh như thế này chúng ta cũng không nhất thiết phải bán tháo. Thị trường đã vào pha đẩy giá chưa? Chưa. Nha, thị trường ở đâu phải pha đẩy giá đâu, vì nó mới đánh lên nó cần phải rũ lại. Nó đâu chạy ngay được đâu, làm sao chạy ngay được. Ví dụ mà mình coi quá khứ là khi nó đánh lên nè, nó mới bắt. Đây là lần đầu tiên nó lên nó phải chỉnh rồi mới tăng tiếp chứ nó phải đi liền đâu. Thành ra là đây là chưa phải là pha đẩy giá của thị trường. Nên nó việc nó chỉnh là hiển nhiên. Chúng ta có hàng chúng ta nên nắm giữ nha. Chúng ta có hàng thì chúng ta nên nắm giữ chứ không phải là chạy qua chạy lại giai đoạn này là không nên. Nó đã xác nhận rồi thì chúng ta cứ giữ bình thường. Ngày mai nếu mà ok thì có khi nó nhúng về nó test EMA5 ngày mai khoảng là 1510 tới 1512, tức là EMA5 hôm hiện tại là 1508 nó sẽ kéo lên đó. Còn cái kịch bản khác là kịch bản sáng mai tăng luôn nha. Cái kịch bản này là kịch bản Quang không thích nhất, đó là vì sáng mai nó tăng lên luôn thay vì nó nhúng xuống, nó lắp hết gap không, sáng mai nó tăng luôn. Thì khả năng nó có thể tăng lên 1530 tới 1531, 35 lại, nó test lại đỉnh. Nhưng mà nếu mà nó tăng lên lại lần nữa, có khả năng nó sẽ rủ nhịp sau mạnh hơn, rủ mạnh hơn nha. Để nó tăng lên dòng mới thì nếu mà cái kịch bản này diễn ra, chúng ta cần phải xem xét lại vấn đề có mua mới hay không. Nếu nó tăng tiếp thì thôi không mua mới nữa nha. Nếu nó rủ nữa thì mình mới có thể nhặt hàng, gom hàng. Nhưng nếu nó tăng liền sáng ngày mai đi lên luôn thì không mua mới nữa nha. Đây là một điều nhấn mạnh mọi người cần phải lưu ý nha. Hai kịch bản, kịch bản đầu là lắp gáp luôn, thì lắp gáp luôn trong sáng ngày mai, chiều mai nó sẽ tăng lại và chúng ta canh mua thoải mái. Nhưng nếu sáng mai nó tăng lên mạnh luôn từ buổi sáng sớm
thì thôi nghỉ không mua nữa, có thể canh bán ra bớt một phần hàng margin nha, hạ bớt một phần margin. Vì sao? Vì cái gap như đây nè nó sẽ giống như ở đây nè người ha. Lần đầu tiên cái phiên này nó đánh lên nè, ngày bao nhiêu, ngày 7 tháng 2 nè, đánh lên nè người ha, nó tạo cái gap up rất lớn. Sau đó bữa sau nó quay xuống nó lắp gap nhưng nó không lắp hết, giống đây nó cũng không lắp hết, cái bữa sau nó tăng lên luôn, nó tăng lên luôn thì mấy bữa sau nó gãy rất mạnh xuống để nó lắp lại cái gap nè. Nên thành ra là quan kỳ vọng là nó sẽ lắp luôn sáng mai, không để nó đi lên nữa, nó test lại đỉnh á, sau nó quay xuống lần nữa là lúc đó chúng ta sẽ khá là mệt mỏi nha, khá là mệt mỏi. Rồi coi Vin 30 thì Vin 30 cũng vậy thôi, đây là cái quay xuống test vòng vòng đỉnh thôi, hôm qua mình có nói nó sẽ sideways quanh đây thì khả năng mai mai năm kéo lên nó sẽ làm hỗ trợ cho cổ Vin 30, thì Vin 30 sẽ sideways ở đây để cho ngân hàng cắt trụ chỉnh chỉnh xong nó sẽ kéo nó test dùng 1570 nha. Đó là chúng ta view qua các trụ. Đầu tiên chúng ta coi trụ VIX. Phiên hôm nay nhìn chung trụ VIX là đi ngang nha, tiếp tục đi ngang thôi. Nó có một cái trend tăng. Nó có một cái trend tăng liên tục bám bám đi lên, lên chỉnh tăng nhẹ 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 thì nhìn chung đó là nó đang có kháng cự quanh 84. Quanh vùng 84 là cái vùng mà con VIX đang có kháng cự nhẹ quanh đây, MA50 và vùng nền cũ. Nhìn chung ở quanh đây thì những ai đang có hàng thì theo thấy là nên canh bán ra, còn mua mới thì trên đây hiển nhiên là không mua được. Trụ này nhìn xu thế của nó là vẫn là đi lên từ từ, nhưng mà để mua là nó không an toàn nha, chung quy giờ tới trung hạn khả năng nó vẫn đi lên đây. Tiếp tục Sabeco. Sabeco thì ở đây đang bắt đầu hấp thụ lại thôi, nó sẽ hấp thụ vài phiên và ở đây nhìn nó rất là treo leo, rất là treo leo, thì treo leo như thế này rất dễ nó sẽ nhúng xuống, rất dễ nó sẽ nhúng xuống, có thể là sẽ rút chân ngay trong phiên. Thì những cái con này đang cho thấy là thị trường có thể sẽ rung lắc nhờ những con này nha. Rồi những ai có thì nhìn chung giữ bình thường, nhưng mà mua mới là không nên. Masan hôm nay có một cái cây đóng cửa tăng điểm, nhìn chung là nó khá là lửng lửng và nó không có lắp gáp, thì cái con này nó chưa lắp gáp thì kỳ vọng nó sẽ nhúng về lắp gáp để chỉnh chỉ số lại nha, chỉnh chỉ số lại, biên độ nó sẽ co hẹp dần dần, co hẹp dần dần để cho cái dòng sau nó đánh ra qua quanh đây nó sẽ ok hơn. MWG. MWG thì buổi sáng nay có một nhịp chỉnh mạnh luôn nha. Về 153, 153 lúng xuống thì nhìn chung là nó sẽ sideways ở đây một hai phiên nữa, sau đó trước khi nó kéo lên đi tiếp. Thì những ai có MWG nếu mình muốn chốt lời mình hãy chốt lời giá xanh, không chốt lời giá đỏ. Cho con này là gì? Là một con leader của thị trường của blue chip, mà chúng ta đi bán đỏ nó thì không nên nha, không nên. Rồi tiếp tục Novaland hôm nay giật lên tăng thì con này nó khá là bỏ cung. Và target kế tiếp của con Novaland khi đã đánh vượt được 86 thì target kế tiếp của nó là dùng 90. Những ai có hàng thì quanh 90 có thể canh chốt lời, không chốt thì có thể giữ bình thường. Nhìn chung là con này nó đánh khá là du côn nha, qua phải nó hẳn là nó đánh khá là du côn. Bây giờ mình thấy nó tăng vậy á, nhưng mà khi nó đạp cái là nó đạp túi bụi luôn. Nên thành ra là con này á, hãy bán nó trong chiều tăng giá, đừng bán nó trong chiều giảm giá. Ví dụ như nó giảm một cái là nó giảm liên tục cả tuần luôn nha, liên tục cả tuần luôn. Nên thành ra là mình phải chú ý cái vấn đề này. FPT cuối phiên tạo cây nến nhìn chung là hơi xấu nha, nhìn chung là hơi xấu, và nhìn cái xu thế này khả năng FPT nó vẫn còn phải sideways ở đây một thời gian. Nên những anh chị nào có hàng thì dự, muốn bán thì canh giá xanh. Hôm nay có nhịp nó kéo anh khá mạnh nè, 111 luôn nè, đó mình có thể bán trên đây. Còn bây giờ nó quay ngược đầu xuống như thế này thì khả năng ngày mai có thể nó sẽ nhúng đầu phiên nha. Binz nhìn chung là kéo lên cho nhà đầu tư chốt lời thôi, những ai có lời có lãi muốn chốt thì chốt giá cao. Nó hay có cái đánh kiểu này nè, nó hay đánh cái kiểu này nè. Nó hay kéo lên để cho người ta bán xuống, kéo lên bán xuống, nếu không ok là nó đạp. Nhìn chung là có thì giữ thôi, mua mới thì chắc chắn không mua được nha, chắc chắn không mua được. Ví dụ con này nó quay xuống nó test đỉnh đi, đẹp thì mình có thể canh mua, nhưng mà giờ là không mua nha, không mua, chỉ thích hợp cho anh chị nào nắm giữ thôi. Target có thể kỳ vọng lên 130. Rồi Vinamilk. Đây, đó. Mà có nói rõ trong phiên hôm qua phải không? Bản tin tối hôm qua đó là gì? Lên chạm kháng cự nè, chạm kháng cự có khoanh tròn luôn cho người thấy này, hôm nay gãy. Không, hôm nay gãy quay đầu xuống cắm đầu âm 200 liền. Đó, lên đây mà mình không bán giờ quay lại có phải khó chịu không? Đó, thành ra con này nếu đã bắt được đáy lên đây bán là chuyện hiển nhiên thôi nha. Thì bây giờ nó đã quay xuống vậy, trước mắt nó sẽ có thể sẽ đậu đậu là quanh 80 tới 82 để nó gì nó đi ngang khoảng 1 2 tuần gì đó quanh đây nè. Đó, sau đó nó đã mới đánh lên dòng mới, thì nhìn chung á là những ai đã giữ thì nó thấy là giữ luôn nha, giữ luôn. Ngày mai có thể nó sẽ hồi lên ngay nè, ở đây ví dụ đây nó cũng giống vậy nè. Người coi thấy nó rơi xuống cây nè, phải không? Nó rơi xuống cây nè, xong bữa sau nó hồi lại liền, xong nó mới tích lũy lại, ví dụ nó rơi xuống lại nha. Nên thành ra nếu mà ngày mai nó hồi lại, mọi người muốn chốt lời thì người nên chốt, còn mua mới thì chắc chắn là không mua được. Ví dụ nó tích lũy quanh 80 bên đây mình có thể canh mua,
nhưng mà nó sẽ hơi cực khổ, đánh Vinamilk mà rất cực khổ luôn. VHM, VHM hôm nay bị nước ngoài bán khá là rác. Nhìn chung con này cần phải tích lũy lại vài phiên nha, tích lũy vài phiên trước khi kéo lên test 78. BVH sẽ có một nhịp test đỉnh nữa. Nhìn như thế này là khả năng là sẽ có thêm một nhịp test đỉnh nữa với con cổ phiếu BVH này. Thì hôm qua đầu phiên chốt lời thì nếu nó kéo lên test đỉnh lần nữa mọi người cũng nên chốt lời thôi. Con này theo quan điểm của mình ở đây là gì? Chốt lời và chỉ chốt lời, không có mua. Ví dụ như quan đã hướng dẫn mọi người mua đây, hướng dẫn mọi người mua đây, ok rồi thì lên đây mình chốt lời chứ không phải lên đây mình đi đu lệnh nữa nha, không có đu lệnh gì trên đây nữa. Nó đã rất cao rồi, nó đã tăng liên tục trong những phiên đây là cứ lên tăng 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 liên tục rồi. Thì nên canh chốt lời hoặc nắm giữ không mua mới. Rồi tiếp tục. RBR. RBR hôm nay lên test được cái đỉnh cũ luôn nè, ha, lên test được dùng đỉnh cũ luôn nè. Thì đây là cái điểm chốt lời ngắn hạn, còn nếu mọi người chưa chốt thì chờ nó tích lũy lại vài phiên. Tích lũy là vài phiên có thể nó sẽ nhúng về tới giá 35.5 luôn nha. Những anh chị nào có hàng á, nếu nó nhúng về 35.5 có thể canh nhặt thêm nha. Nhặt thêm con này ví dụ nó nhúng về đây nè thì khả năng nó sẽ giật lên, nó đánh lên tới đỉnh này khá là cao do dòng tiền nó đã trở vào rồi. Những con như RBR nè là có điểm mua nếu nó nhúng về 35.5 nha, 35.5 trở xuống. VRE con này hôm nay nó test MA5 khá là ok, nhưng nó test MA5 mà nó rút chân như thế này là khá ok, tức là nó test lại cái đỉnh cũ của nó dưới đây đó, nó test lại nhỏ nhỏ ở đây nè thì khả năng nó vòng trở lên lại, nó test lại cái vùng này rất cao. Nên những anh chị nào có hàng thì muốn bán thì nên canh bán ở trên chứ không phải là bán ở dưới. Và con VRE này hôm đợt Quân có nói là gì, nó tăng lên nó không có khối lượng nè, nên kỳ vọng cái nhịp mà nó vòng lên nó bùng nổ lên nó có khối lượng vào 15 tới 20 triệu. Tương tự cái con RVR bên đây là có dòng tiền vào nè đó, ok mọi người có thể nắm giữ, kỳ vọng nó dài hơn chút. Còn nếu mà nó vòng lên mà đánh mà không có khối lượng nữa nên canh chút lời nha, nên canh chút lời. Rồi đó là mình phân tích các cổ phiếu trụ phân tích các cổ phiếu trụ thì nhìn chung là các cổ phiếu trụ á, có những con đã cho xu thế là nó phải điều chỉnh nha, nó phải điều chỉnh để cho thị trường chúng ta lắp ráp, chứ bây giờ cứ kéo hoài thì sao, ráp không lắp được nó sẽ tạo thành cái rủi ro tiềm ẩn về lâu về dài. Dòng tiền thì nó vẫn ở trong các cổ phiếu trụ, do hôm nay ví dụ mình nhìn qua con gì FPT đi, mình thấy cái khối lượng rất thấp, tức là nó chỉ cho nhỏ lẻ mình bán thôi nha, cho nhỏ lẻ mình bán thôi, tiền nó vẫn chưa hót ra nên xu thế uptrend vẫn là còn nha, vẫn là còn tăng bình thường. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ phân tích tới nhóm ngân hàng Vietcombank tạo cái nến test cung rất là ok. Đây là cái tiền đề để ngày mai nó đánh nha, tiền đề để ngày mai con Vietcombank nó đánh, khối lượng nó rất thấp ở đây, nó chỉ cần có một cái phiên vào cỡ 2 triệu thôi, nó sẽ kéo giật 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 lên, ít nhất là nó sẽ lên tới 86 nha, lên tới 86. Nếu vượt được dùng 86 thì target là 88. Đây là với con Vietcombank hôm nay tạo cái nến test cung như thế này thì chúng ta phải cân nhắc tới việc gì, có mua hay không chứ không phải là bán ra. Vietcombank thì mình đánh lướt thôi, trụ mà. Con này nếu mọi người muốn mua mọi người có thể bắt vào ở dưới giá 84, dưới giá 83.5 mình bắt vào, mình lướt đúng 3 ngày mình bán ra, hàng về nó lên trên đây mình bán ra liền, đừng có kỳ vọng cao, đừng có ham quá nhiều. Ở đây nhìn test cung là rất đẹp, có thể khả năng cao là ngày mai nó đánh. STB, STB quay xuống test đáy lại, một đáy, hai đáy, ba đáy, test ba đáy mình coi thử RSI có phân kỳ không. RSI ở đây là gì, là phân kỳ dương nha, phân kỳ dương. Nhìn chung á là STB đang xây cái vùng đáy ở đây rất ok rồi. Hôm nay nó bị đạp trong ATC nhưng mọi người thấy khối lượng nó có chút xíu gì thì có gì đâu. Thì con STB này nó đang hình thành một cái hộp đa vát ở đây. Hộp đa vát thì những anh chị nào đang có hàng ở chú ý con này, khi nó vượt lên nó đánh vượt giá 32.5, mua gia tăng, mua trung bình gì đều được, target ngắn hạn của nó là lên 34 nhà, đó là STB. Còn bây giờ thì bán làm gì, nó hôm nay nó đạp vậy nhưng mà ngày mai nó giật lên thì sao, bình thường thôi nhá. Quay xuống test thôi, đây là một đáy, hai đáy, ba đáy và khối lượng nó có tí xíu thôi. VPBank đây, VPBank hôm qua anh có nói rõ phải không, thậm chí đánh lủng xuống dưới luôn nè, lắp gáp nè, lủng xuống dưới luôn. Những anh chị mà họ mua hồi sáng hôm qua là lỗ bao nhiêu, lỗ 4%, lỗ 4% rất nặng nề phải không. Nhìn chung VPBank khả năng ngày mai nó hồi lên lại, tức là sáng mai có thể nó sẽ đỏ nhẹ xong nó sẽ hồi lên và bắt đầu tích lũy lại để cho cái chu trình tăng mới nha, cho chu trình tăng mới phía sau. Nên đã giữ tới đây đừng bán nữa nha, đã giữ tới đây thì đừng bán nữa, nhấn mạnh một điều như vậy. Vì bây giờ mình bán nữa là mình bán ngay đáy, do trên đây ngay đỉnh thì mình không bán, chạy xuống đây mình đi bán, cái nó tăng lại cái lấy đâu ra hàng bán đúng không. Đó. Rồi Tiên Phong. Tiên Phong ở đây nó đang quay xuống làm gì? Nó test lại cái đỉnh nhỏ nó ở dưới đây. Cái vùng đỉnh nhỏ, hỗ trợ nhỏ của nó ở dưới vùng này. Đây nó test lại nhỏ nhỏ đây nè thì nó quay xuống test thôi. Bình thường thì chờ nó đánh qua đây, xong nó đánh vượt lên giá nhiêu?
vượt 41.8 nó sẽ có cái nhịp đánh lên test lại giá 43 nha. Những anh chị nào có thì cứ giữ bình thường cho dòng tiền nó đang ở đây, nó đang ở trong cổ phiếu chứ nó không thoát ra. Nó chỉnh hai cây khả năng ngày mai nó đánh khá là cao. Ví dụ đây người thấy nè, tăng một cây nè, chỉnh hai cây xong cây thứ ba đánh nè, phải không? Thì khả năng tiên phong có thể là ngày mai nó sẽ tăng lại nha, ngày mai nó sẽ tăng lại. MBB cuối phiên bị đạp nhưng mà khối lượng có không? Không có nha, khối lượng không có và quay xuống test cái gì? Test lại đỉnh cũ nè. Nó như cái phiên tăng này Quang có nói là gì? Một là người canh bán ra, hai là một người giữ chứ không có tư vấn người mua MB trong đây. Nhưng mà bây giờ nó quay xuống nó test như thế này, khả năng nếu mà nó bò qua đây lại, nó tăng cái nhịp kế tiếp nó sẽ lên tới đỉnh cũ nó luôn. Lên tới đỉnh cũ nó luôn. Do nó đã có cái dòng tiền vào nhịp thứ nhất nè. Ở trong cái những cái bản tin gì? Những cái bản tin mà cuối tuần ở đây. Cuối tuần ở đây hoặc là những cái bản tin phía trước là Quang có đã nói rồi là gì? Là banh nó tăng nhịp này mình không canh mua. Tuy nhiên nếu nó quay xuống nó test mình sẽ canh mua vào để chờ cái dòng tiền vào nhịp số 2. Đây là dòng tiền nhịp số 1 thì chúng ta chờ cái dòng tiền nhịp số 2 nó thì chúng ta sẽ ăn ngon hơn và khỏe hơn. Nhịp này mọi người thấy lên được có bao nhiêu đâu, gãy hết trơn rồi, phải không? Rồi tiếp tục test cơm đi. Thậm chí câu này đánh có hơi rác nè, một đáy nè, hai đáy, ba đáy, kỳ vọng ngày mai nó giật lên lại thôi. Con test cơm này thì phân kỳ dương rất là cao rồi nên thành ra có cái giữ bình thường không sao cả. Không, đua lệnh ngay đây có phải giật toan không? Đua lệnh banh hôm qua đó nha, anh chỉ nói hôm qua thôi, không nói hôm kia là thứ thứ hai phải không? Đó CTG nè, cực quá phải không? Quay xuống test lại đây luôn thì chờ nó hồi lên lại, giờ đánh lên dòng mới thôi. Những con này thì giữ chứ không mua mới nha. CTG ở đây nó không tạo ra mô hình nó đẹp, mua ở đây giờ có phải mệt không? Mệt. B liên tục tạo rút chân, test test lại cái vùng này liên tục tạo rút chân về thì nó đang test nhẹ vậy nè. Đó thì chỉ cần con này đánh vượt giá 26 lần nữa, 26 tới 26.1 gì đó, nó sẽ kéo lên lại giá 27. Nên những anh chị nào có chứ giữ bình thường, em nghĩ là sắp có một cái dòng tiền lớn vào con MB này khoảng 10 tới 15 triệu nha. Thì nếu mà nó có dòng tiền lớn mình có thể đu FOMO heo để mua gia tăng, mua mới đều được cho cái target ở quanh vùng này. Thì trước mắt chúng ta phải chờ dòng tiền đã. Liên Việt hôm nay chia cổ tức xong tạo nguyên cái gap up và bị bán về cuối phiên, không tạo nguyên cái gap up tại bị bán về cuối phiên thì theo ông đánh giá là gì? Ông nên đua lệnh nha. Con này nó đã chia cổ tức như thế này thì ai có thì giữ thôi, tức là mọi người không bán cổ phiếu trước buổi chia, tức là buổi chia đây em có tư vấn người bán nè, tại vì chia xong mình sẽ bị âm khoảng mười mấy 20%, mình không đáng nha, không đáng nên thành ra em kêu mọi người trả luôn lỗ nhẹ 0,5% thôi thì chờ nó lắp gáp hoặc nó ổn định lại cung cầu. Nếu nó đánh tiếp thì ai có thì có thể canh bán ra. Nhìn chung là cổ phiếu mới chia cổ tức theo qua đánh giá là phân tích nó sẽ khá là mông lung nha. ACB đây nhảy ra khỏi biên giao dịch quay xuống liền thì ngày mai test EMA 20, test EMA 20 sau đó có thể giật lên lại nha. Nhìn chung là nó sẽ giật lên lại thôi nên những ai có cứ giữ bình thường, chờ với cây dòng tiền vào mãi không thấy tiền vào ACB. BVB đây hôm qua có kẻ đâu người thấy nè, test lại trend đúng không, lắp gáp úp người này không thì nó lắp gáp xong hết mọi thứ thì ngày mai nó sẽ giật lên lại nên có thì mình cứ giữ bình thường ha. Quanh đây là đáy của BVB rồi. HD Bank nè, đây qua có kẻ phiên hôm trước nè phải không, đánh lên trên ngay đỉnh nào, ngay cái nền cũ nó luôn phải không, quay cắm đầu xuống test lại nền nè không, lúc đó có ai nghĩ nó đánh cây này xong nó quay xuống nó test không? Có ai nói đâu, nhưng mà trong bản tin tối, những cái bản tin tối trước con đều nói là gì, nó sẽ quay xuống, nó đã có dòng tiền vào nhịp thứ nhất, nó đang chỉnh xuống với khối lượng hấp dày. Điều chúng ta cần làm là canh mua nó ở dưới quanh giá 28.5, nhặt lót vị thế chờ nó vòng lên ngược và nó bùng nổ đánh lên nó test đỉnh, chứ không phải là bây giờ chúng ta canh bán cổ phiếu ra. Mọi người nên chú ý, nó đã có dòng tiền vào rủ ra hai lần thì chúng ta chờ nó test thêm vài phiên hoặc là mua trước ở dưới 28.5 chờ nó dòng tiền vào lại thêm 10 triệu nó sẽ đánh nhịp sau tiếp tục nha. Đó là cái con HD Bank. Rồi BD hôm nay thậm chí còn gây gấp đau nè, không thì con này khả năng nó không rơi nữa đâu, nó sẽ đậu đậu quanh đây nè. Mọi người muốn canh nhặt con này hãy đậu đậu quanh đây thôi, giờ đánh lên dòng sau thôi. OCB nè, hôm nay quay xuống lắp gáp rồi hay chưa, hôm qua đu đu vào hôm nay có phải toan không? Hôm qua đu đu vào đây ngay cái gáp úp, bữa sau lắp gáp luôn, lắp gáp luôn thì khả năng con này nó sẽ phải tích lũy vài phiên trước khi ngân hàng đánh thì nó sẽ đánh theo nhịp khoảng là 28 nha, khoảng 28. VIP nè, đấy quay xuống nè người ha, quay xuống thì chờ nó tích lũy lại, siết cung là chặt chặt quanh đây đi, mình sẽ hướng dẫn mọi người nhặt thêm quanh giá 47, còn bây giờ thì có thì giữ thôi không mua mới nha. Rồi đó là các cổ phiếu ngân hàng trên thị trường thì nhìn chung view qua tất cả mọi người đều thấy là nó chỉnh phải không, quay đầu chỉnh hết trơn luôn. Trong cái buổi gì bạn, buổi thứ sáu nó tăng mạnh á thì bản tin tối thứ sáu là bản tin 202 nè, bạn có nói là gì không nên phải 202 không ta, hình đúng rồi 202 thì phải đó, 202
2022 là buổi tối thứ sáu mà có nói rất rõ là không nên đua lệnh với các cổ phiếu ngân hàng, chúng ta cần phải chờ cái nhịp dòng tiền thì bây giờ nó đang quay xuống rồi đó, chúng ta hãy chờ nó cân bằng lại, sau đó chúng ta có thể nhặt mua mới. Nó đã quay xuống nó test rồi, ví dụ như những con HD Bank này test là rất đẹp nha, đây HD Bank này test là rất đẹp nè, nó đã có dòng tiền điểm nhấn rồi, canh mua chứ không phải canh bán. Hoặc như MBB nè, nó đã có dòng tiền điểm nhấn một cái cây là như 30 triệu thì nó quay xuống như thế này là canh mua chứ không phải canh bán nha. Rồi đó là ngành ngân hàng, mình đã tốn 15 phút để riêng cái ngành này thôi đó, để cho người chú ý vào nó chứ không phải là bây giờ canh bán nha. Nó đã qua cái giai đoạn bán ở trên đây, mình không bán. Thứ sáu với phiên thứ hai là phiên hôm qua đó, phiên hôm qua hưng phấn đu đủ trên đây nè là mình nên bán ngay đây chứ không phải là bây giờ mình bán nha. Chứng khoán và tài chính RSI đây chạm kháng cự phải không, thì bây giờ nó chỉnh vài phiên thôi, rung lắc khoảng 1 tới 3 phiên nha, 1 tới 3 phiên sau đó nó sẽ đánh lên nó test lại 47, nên những anh chị nào có cứ giữ thôi. Canh mua mới thì gì quanh 43.8, 43.9, 44 có thể canh mua mới nha. HCM cái gap up khá là lớn nha, nếu mà nó quay xuống nó nhúng xuống cái lắp gap này mọi người có thể canh mua, tức là nó nhúng xuống dưới 35 á, có thể canh nhặt kê nhặt từ 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 ở dưới 35.7, 35.8 để nó nhúng lắp gap thì nó sẽ giật lên lại. VCI cũng có gap luôn nè, thì nó nếu mà nó quay xuống nó nhúng nhúng xuống dưới 57, nhúng xuống dưới 57 nên canh nhặt vào nha, để cho nó đánh lên nhịp mới. Nhìn chung không phải là để bán, khối lượng có tí xíu gì bán gì. VND hôm nay đã bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu là tạo đỉnh nè, thì khả năng nó sẽ chỉnh xuống nha, nó sẽ chỉnh xuống nó test lại 33, thì chúng ta chờ nó chỉnh xuống ok mình có thể canh nhặt phía sau, cái đó tính sau nha. Con này nhìn chung là hơi khó nhặt đó. SHS đây cũng lên chạm đỉnh rồi phải không, thì nó đang tích lũy lại vài phiên đây thôi, những anh chị nào có cứ giữ bình thường, khả năng nó vẫn sẽ lên được quanh giá 45.5 tới 47 nha. ORS đi, con này nhìn chung á là nó vẫn đang suy yếu ở quanh đây, dòng tiền vào mạnh nhưng không đánh được nè, nó đang kẹt kẹt giống đây nè, nó đang kẹt kẹt giống cái nhịp như đây nè, thì bên đây nó cũng đang kẹt kẹt giống vậy nữa nè, nên con này tạm thời nhịp này mình chưa đầu tư. SBS nếu nó tích lũy lại nó nhúng nhúng lại quanh giá 15.5, 15.6 mọi người có thể canh nhặt, do cái khối lượng nhúng rất thấp nha, khối lượng nhúng rất thấp thì nó nhúng một hai cây nó sẽ kéo lên rất mạnh phía sau nha. Con này target kỳ vọng của em là ngắn hạn là quanh 16, 16.1 gì đó, đây là target ngắn hạn của con SHS nha. Rồi VIX thì nhìn chung hôm nay cũng giống vậy thôi, nó đang bắt đầu nhúng xuống với khối lượng hấp sau phiên bùng nổ, thì con này nếu nó nhúng về quanh giá 23.5, 23.5 mọi người có thể canh nhặt vào thêm con này, những ai chưa có vị thế cũng hay canh nhặt vào, target của con này là đánh lên khoảng 27 nha. Nhìn chung là ngành chứng chỉnh là để mua cũng giống như banh, nhưng mà hôm nay nó mới chỉnh ra phiên đầu tiên thôi, thì khả năng nó vẫn còn 1 tới 2 phiên nữa nha, mình cứ rải ra mình mua từ từ thôi. Rồi tiếp tục MBS đi, một vài con khác đây, mọi người thấy nó có phải nó lên nó chạm kháng cự không, theo kỹ thuật ngay đây có phải là kháng cự không, thì bây giờ nó chạm cái kháng cự thì nó cần phải tích lũy lại vài phiên ở đây trước khi đánh lên, hoặc là nó test xuống xong nó đánh lên, nên thành ra nó test là cơ hội để mua không phải để bán. Dòng tiền nó ở đây nè, canh mua chứ không phải canh bán, con này dòng tiền đẹp đó nha. Rồi tiếp tục đi, VDS nè, dòng tiền nó đã đánh lên nó khó khỏi, ôi nên nhầm con nha, VDS chứ, dòng tiền nó vào nè, nó chỉnh một cây để gì, để nó hấp nhào từ đây thì nó chỉnh vài phiên ngay đây, canh mua không phải canh bán để đánh lên tiếp nha. Rồi đó là các cổ phiếu chứng khoán, thì nhìn chung con nào cũng giống nhau thôi, chỉnh lại để hấp nhào tư thôi, chứ không có việc gì chúng ta phải bán chứng khoán ở giai đoạn bây giờ nha, nhấn mạnh một điều là như vậy. Thì mọi người xem tới đây nhớ ủng hộ em một lượt like, share và đăng ký kênh, những ai chưa bấm vào đăng ký kênh và nút follow kênh, nút chuông thông báo thì nhớ bấm vào, để khi mà mỗi có cái bản tin lên sẽ có thông báo cho mọi người được xem, cũng như là những anh chị chưa follow vào kênh TikTok nào WeFi Stock thì nhớ follow để nhận được những cái phân tích ngắn, những cái review ngắn buổi trưa buổi tối của em. Không phải lúc nào chúng ta cũng review bằng cái gì, bằng cái bản tin dài cả tiếng đâu. Trên TikTok nó chỉ ngắn thôi, 5 phút, 5 phút và 5 phút. Mọi người sẽ đúc kết được khá nhiều trên đây nha. Rồi, tiếp tục chúng ta phân tích tiếp các cổ phiếu HEP, HPG. Đấy, nó vẫn vượt lên rồi, nó đã vượt lên rồi thì cứ chờ nó lên thôi. Có HPG này ở đây chúng ta đang chờ cái gì? Vượt MA20 nha, vượt MA20 là giá 46.5. 46.5 thì khi nó vượt được cái MA20 này nó sẽ hút vào vòng tiền ít nhất là 40 triệu. 30 tới 40 triệu kỳ vọng thôi chứ không phải ít nhất nha, kỳ vọng của em là như vậy. Thì nó sẽ ít nhất nó đánh lên tới 47.5 và có thể lên lại dùng nhiêu? 48.5 dùng như đây.
Nha, đây là cái target của con HPG trong ngắn hạn. Nhìn chung á là mình, nếu mà mình là một người đầu tư theo trường phái kỹ thuật Ichimoku, Kinko hay ô thì mình có thấy đám mây ở đây không, nó đang có dợn sóng đi lên không, thì cái cổ phiếu chúng ta sẽ có xu thế đi theo cái dợn sóng đám mây này nha. Rồi tiếp tục hoa sen đi, cũng vậy, nó đã chạm cái dợn sóng đám mây này rồi. T0, T1, T2, T3, tức là cái cây này là cây gãy mạnh xuống và nó tích lũy lại. Hôm nay ở đâu có gãy, tức là hôm nay hàng về nè, đâu có gãy đâu, tức là sao, tức là nó đã hấp thụ rồi, đủ rồi đó, hấp thụ rồi đủ. Thì đây là sao, hế mây này có phải là đánh lên không, đánh lên cặp cặp cái đám mây này lên test lại mây 20 đâu. Nó thành ra xu thế của những con thép làm kỹ là trong 1 tới 2 phiên tới nó sẽ đánh nha. Đó là tích lũy khá là lâu từ đỉnh xuống đây, lâu lắm rồi nha, từ ngày 7 tháng 3 tới bây giờ là 5 tháng 4, là 1 tháng rồi nha. Nam Kim nè, hôm nay hàng phiên này về phải không, T0 là T1, T2, T3 quay xuống test đáy lại có lục đâu. Bữa bán ra nằm sàn luôn không, gần sàn, em thấy như cái lúc nó lục sàn luôn hay gì đó, 17 triệu mà hôm nay chỉ bán có 5 triệu, thì khả năng là ngày mai nó giật lên, nó kéo, nó chỉ cần vượt 48.5 nó sẽ hút dòng tiền vào rất mạnh. Nên mọi người cứ chú ý nha, con này khả năng nó hồi lên lại rất cao đó. Nếu mà nó vượt 48.5 thậm chí có thể mở mua mới nha, cho cái target ngắn hạn là giá 52 nha, mở mua mới cũng được nếu nó vượt 58 48.5. Rồi TLH đi, TLH thì nó vẫn quanh quanh đây thôi. Mô hình gì, mô hình là gì, hai đáy nè phải không, mô hình hai đáy với khối lượng kiệt quệ ở cái đáy bên đây, thì chỉ cần nó cắt lại EMA 20 để đánh lên mà không phải kiểu mở gáp nha, nó sẽ lên tới đỉnh cùng. Tức là ngành thép đang cho thấy chu trình là chuẩn bị đánh, chuẩn bị nổ nha, chuẩn bị đánh, chuẩn bị nổ. Rồi tiếp tục TVN nè, người thấy nó vẫn đang tích lũy khối lượng kiệt quệ ở đây không? Cái cây này xả ra khối lượng lớn nè, nhưng hôm nay nó vẫn xanh điểm, nhưng hôm nay nó vẫn xanh điểm. T0, T1, T2, T3, cây này xả khối lượng lớn mà hôm nay nó vẫn xanh điểm, thì cái kiểu này là khả năng nó đánh lên rất cao, nó đánh lại cái nền cũ nó rất cao, nên muốn canh mua là canh mua đi, chứ đừng có để nó đánh rồi mới hỏi em mua được không. Trời ơi, lúc đó mua cái gì nữa, phải không? Lúc đó mua cái gì nữa. Nó thành ra là mọi người nên, nếu mua là nên canh mua hết đi. VGS nè, rất đẹp luôn, con này em có giới thiệu mọi người trên TikTok đó, vượt lên nè, test lại một cái cây biên độ cực nhỏ nha. Hôm nay VGS mọi người chú ý nha, giá thấp nhất trong phiên là 35.9, giá cao nhất trong phiên là 36.4, chỉ có bao nhiêu trăm đồng, 400 đồng phải không, 500 đồng phải không, rất hấp cho một cái con giá 50-60 ngàn, nó kiểm soát chặt như vậy đó. Đó thì cái con này chỉ cần đánh vượt 36.6, target là 39 tới 42 nha. Còn về gỡ tất cả những con thép em đều thấy là chu trình là sắp nổ, nên mình không canh mua thép thì mình mua cái gì nha. Thép nhắm chừng nó còn ok hơn ngân hàng nữa đó, do mọi người thấy là những cái con đánh trên thị trường nó chỉ có gì, trừ cái nhóm ngân hàng ra còn lại những con khác ăn rất ngon, nhưng ngân hàng thì ăn bao hành luôn ha, bao ăn hành luôn. Rồi khối lượng 1 triệu thì càng đẹp nha. Rồi đó là các cổ phiếu thép nhìn chung là đều rất đẹp, qua qua mấy con pom nè, tích lũy tạo cái cây này rất đẹp. Con nào muốn được SMC, cái con này thì nhìn nó hơi dị ha, nhưng mà thông thường nó mà rủ xuống dày nó sẽ giật, nó giật lên lại tới đây luôn nha, nên nhìn chung nhìn con thép là rất ok, rất ok. Chấm điểm là khoảng nhiêu, 8-9 điểm, trên hàng điểm 10 điểm nha, so với các mô hình kỹ thuật đều ok hết. Rồi tiếp tục chúng ta nói tới dầu khí và năng lượng. Rồi tiếp tục mình sẽ phân tích tiếp nhóm ngành dầu khí. Hai con gà nó cũng rủ rất là kinh, rủ xuống đây nè, rủ từ đây xuống đây là bao nhiêu cây, là 8 phiên giao dịch rơi 8%, kinh dị luôn không. Từ giá bao nhiêu, từ giá 116 về tới giá nhiêu, giá 106, 10.000 đồng nhà, bay 10.000, bây giờ vẫn tăng rồi đó không, giờ nó đã vượt trên giảm, nó đang đi lên thì trước mắt nó sẽ lên, nó chạm lên 116 thì khả năng quanh vùng 116 nó có thể phản ứng nhẹ trước khi nó đánh lên lại. Nên những con này là xu thế là tăng, nên hồi đó những cái phiên dưới đây là quan có nói người muốn mua thì kênh mua đi, chứ bây giờ không mua nó lên lại lấy gì mua, phải không, nó giảm mình không mua vẫn lại tăng mình mua. Rồi tiếp tục BLX đi, đây hôm nay có phải nó lên nó chạm đúng cái vùng này không, ví dụ mọi người mua nó những hai cây dưới đây có phải hôm nay người bán được ở trên giá ngay đây giả định nó không, ví dụ mình mua dưới đây lên đây mình được nhiêu, là được 4%, ngắn hạn có mấy phiên hay gì đó, thì khả năng nó sẽ tích lũy lại quanh đây vài phiên trước khi đánh tiếp, tức là mô hình vai đầu vai ngược nha. Những ai có hàng thì cứ giữ bình thường, BLX nó đánh như vậy là đúng kỹ thuật, do đó là nó chạm lại những nhào từ bắt đáy như đây, bắt đáy xịt như đây người ta bán ra nha. Rồi tiếp tục BR đây, nó quay xuống nó test nè phải không, khối lượng cực thấp, hôm nay nó đánh lên lại dòng tiền vào nhẹ nhẹ, thì nhìn chung qua cái báo cáo tài chính đó, nó đánh lên thì đó là chuyện hiển nhiên, con cổ phiếu cơ bản tốt mà, hôm nay nó đánh lên nó là nhiều anh chị mua dưới đây nè, ta có lời hết rồi, là bao nhiêu phần trăm, lời 4% nha,
mua trên đây xuống đây mua tiếp lên đây bán ra ngon lành phải không? Thì con này khả năng nó cần phải tích lũy 1-2 phiên trước khi nó bùng nổ, nó lên nó test lại dùng giá 29 nha. Khả năng những con này á, theo con thấy á, mọi người giữ tới cuối năm qua năm sau đi, bảo đảm có trên giá như 40 50 luôn chứ không phải là những giá hấp như vậy đâu. Những con này những con cô đặc nó không có chịu tức gì cả nha, nên thành ra việc nó đi lên lại nó sẽ cần tích lũy lại vài phiên trước khi nó lên tiếp. Ôi đây hôm nay nó được làm gì, nó đóng cửa trên EMA5 nha, khối lượng cực thấp như vậy mà đóng cửa như vậy thì khả năng nó tiếp tục kéo lên thôi. Nó test lại cái MA20 của nó quanh giá 18.8, 18.7 trên 18.5 á, mọi người có cứ giữ thôi nha, có cứ giữ thôi. Rồi tiếp tục BVD đi, tuy là nhìn cây nến hơi xấu phải không, nhưng nó dẫn ra sao nha, khối lượng bán rất thấp. Thì ngày mai là cái hàng phiên này về, nếu mà ok thì có thể khả năng nó sẽ lấp nhẹ cái gap ra, nó sẽ men theo cái me cái mép này nè, đi lên test lợi dụng này. Nó thành ra mọi người có hàng thì cứ giữ bình thường, đây là cái pha rũ nền của nó nha. Rồi tiếp tục BVS đi, hôm nay có một nhịp quay đầu cuối phiên nhưng khối lượng rất thấp, tức là nó lên nó test lại thôi nha, test lại thì khả năng nó cần phải đậu lên đây 1-2 phiên. Ok, nó đánh vượt 35.5, target của nó là 38, nên mọi người có cứ giữ bình thường, nhìn xu thế của nó là đang tích lũy bình thường thôi chứ không phải gãy gì đâu, gãy nó đã gãy từ đây rồi tại sao nó lại quay lên nha. Rồi tiếp tục BVC đi, cũng tương tự với con Nam Kim á, là tích lũy dưới MA20 ở đây nè, nó kẹt kẹt dưới MA20 ở đây nè, thì ngày mai hàng phiên này về nha, hàng phiên nằm sàn này về nè, thì khả năng nó sẽ nhúng nhẹ xuống cái nữa rồi nó đánh lên nó vượt lên lại. Nên những anh chị nào có thì cứ giữ bình thường, theo anh thấy là cứ giữ bình thường, khối lượng nó kẹt xuống vậy nè, nó là một cái điều tốt trong kỹ thuật nha, vì nó ở đây mình thấy nè, toàn bộ cái giai đoạn phía trước này nè giao dịch với khối lượng rất lớn, nhưng mà tự nhiên hai phiên cuối cùng giao dịch rất nhỏ, nó thể hiện là tổ chức đã dừng quay tay nha, đã dừng quay tay lại rồi và chuẩn bị có một chương trình mới đang cho nhỏ lẻ tự chơi với nhau, mà không hơn tự chơi với nhau vậy vài phiên có thể nó sẽ nổ lên lại nha, có thể sẽ nổ lên lại đó. Rồi tiếp tục BVT nha, vẫn đang giao dịch tại đáy bình thường ha, test test quanh đây bình thường thôi, có thì cứ giữ bình thường nha. Con này thì trước mắt nó sẽ test được giá đỉnh cũ của nó ngay đây, gãy xuống tiếp nha, nhìn chung là gãy xuống tiếp, thì cái con này trên đây là chỉ có canh chốt lời thôi chứ không có mua mới nha, canh chốt lời thôi chứ không có mua mới nha. Nó hơi gì, nó hơi, nó tạo hai đỉnh đó nè, nó hơi xấu nha, nó hơi xấu đó, giờ đây nó còn cái gấp up nó chưa lắp nha, hồi đó nó tạo cái gấp up ở đây mày thấy không, nó quay xuống nó lắp gáp luôn đó nha, nên khả năng coi chừng nó quay xuống nó lắp gáp nha. Những anh chị nào có lời lớn nên cân nhắc chốt lời nha. Rồi các cổ phiếu điện pô pô hôm nay có cái phiên khối lượng vào, nhìn chung là cũng không có khối lượng quá nhà quá, thì cái combo này nó đánh lên như vậy khả năng nó tiếp tục tăng lên khoảng giá 17 tới 17.5 là rất cao, nên chúng ta lên đây chúng ta cần bán ra bớt nha, nó đã tích lũy quá lâu rồi, khả năng nó có cái nhịp tăng lại rất cao do cái hế may và trong cái bài đánh đều cho thấy là nó sẽ tăng lại quanh khúc này, nên mọi người có cứ giữ bình thường thôi. Điện đang trở lại nha. NT2 nè, sau phiên nhúng xuống test gì, test đỉnh cũ nè người ha, nó quay xuống nó test đỉnh cũ, bây giờ nó giật lên đóng cửa giá xanh nè, thì khả năng một trong hai phiên nữa nó sẽ bùng nổ rồi nó test lại giá 24.5, có cứ giữ bình thường, tiền nó đã vào rồi nha. GEG hôm nay dòng tiền nó không vào buổi chiều nha, bắt đầu buổi sáng không, thì con này khả năng nó đã lên trước thì nó cần tích lũy lại quanh đây 1-2 phiên, tích lũy 1-2 phiên quanh đây, có thể nó sẽ lắp gáp luôn nha, chờ các đường EMA cắt lên sau đó nó lên test đỉnh giá 29, ai có cứ giữ bình thường, dòng tiền nó đang vào tốt. BC1 hôm nay test MA20 đẹp như thế này thì nếu mà anh chị đâu đã có hàng á, ngày mai nếu nó đánh vượt 47 nha, 47 46.7 đi, mọi người có thể canh mua lại 50% hàng mình đã bán chút lời đây, mình đã bán chút lời nó đây nè đó, mọi người bán mình mua lại 50% hàng đã chút lời này ra thì sao, thì nó khả năng nó đánh lên lại cái đỉnh 50 nó rất cao, lúc đó mình hãy bán ra 50% mình vừa nhập vô nha. Lướt sóng trên con này test MA20 đẹp thì ngày mai có thể nó sẽ bùng nổ lại. QTP vẫn duy trì tạo cái đáy đi ngang ở dưới đây, chưa có gì mới, chúng ta chờ nó vượt 18.4 sẽ đánh lên lại 19, anh chị có cứ giữ bình thường thôi, đang đi ngang vậy là tốt nha, đi ngang vậy là tốt. Get con get thì sao, về quanh 40 luôn, có phiên đạp hơi rác nha, thì con này ở quanh giá 30 dưới 30 dưới 40 đi, mọi người có thể mua mới nha, có thể mua mới lại tiếp bình thường, do sao do đã đánh vượt lên rồi không, thì việc nó có rủ rủ vài cây ngay bên đây là chuyện hiển nhiên, thì chờ nó rủ để đánh lên tiếp thôi. Những anh chị nào muốn mua thì hãy canh dưới giá 39, dưới giá 40 có thể canh mua mới, trong tiền nó ở đây chúng ta không phải sợ, nhưng có thể nó phải tích lũy vài phiên đó, nó giống đây nè phải không, có thể nó sẽ rủ vài phiên đó nha, kỳ vọng của em nó chỉ rủ quanh giá 39, rủ lên 39 nó sẽ chạy cái dịp mới ngay.
Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ phân tích tiếp nhóm bất động sản. Đầu tiên là DG. Trong phiên giao dịch có rất nhiều anh chị nhắn tin hỏi em mua mới đất xanh được không, DG được không, sell được không, tức là mọi người thấy nó tăng á, trong phim người thấy nó tăng mạnh không đó, em nói là từ từ đi đừng có gấp nha. Đó thì mọi người thấy là sao nó quay xuống nè, đâu có tăng lên nổi đâu, hạ xuống gì á, đỏ luôn nè, tức là sao nó vẫn đang tạo đáy nha, nó vẫn đang tạo đáy thôi, thì chờ nó tạo đáy thêm vài phiên nữa quanh đây, nếu đẹp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người mua khi đã đánh vượt qua cái trend này. Còn bây giờ thì nhìn chung là phiên tạo đáy, nỗ lực tạo đáy nhé, một đáy hai đáy chúng ta coi rệt ai rồi. Phân kỳ dương thì cứ chờ đi nha. Rồi tiếp tục là gì, sell cũng vậy nè, nhưng mà con sell tạo cây nến hôm nay là khá đẹp nha, tạo cây nến là khá đẹp. Nếu anh chị nào mà ghiền bất động sản quá thì có thể lấy trước một ít vị thế nha, lấy trước một ít vị thế khi nó đánh vượt giá nhiêu, vượt cái 67 68 gì đó, có thể đánh lấy một ít vị thế. Nhưng mà con sell này khả năng nó cũng phải chờ mấy con kia thôi, chờ mấy con bất động sản khác thôi. Ở đây nó đang có mô hình ngắn hạn là vai đầu quay ngược nha, thì nếu nó đánh bứt ra được giá nhiêu 68 đi, nó sẽ có thể lên test lợi định, nhưng mà với một cái điều kiện là không có tin tức xấu nha. Đất xanh hôm nay kéo lại giật lại cuối phiên đóng cửa xanh điểm nhẹ, nhưng mà nhìn chung á là T0, T1, T2, T3 khả năng nó vẫn phải tích lũy lại quanh đây. Nếu nó tích lũy lại quanh đây với cái mô hình đẹp như đây, em sẽ hướng dẫn mọi người mua mới. Nhưng mà nó mới gãy có một cây mà nó tích lũy lại liền đó, thì em thấy là nó hơi nhanh, nó hơi nhanh nha, nó hơi nhanh thì có thể là nó sẽ không ok lắm nha, không ok, không đủ cái chiết khấu để người ta cắt lỗ á. Ví dụ từ đỉnh trên đây rơi xuống đây là có bao nhiêu phần trăm, có 10% thôi, sợ là người ta chưa cắt lỗ, mà người ta chưa cắt lỗ thì khả năng nó còn giảm tiếp nha, để thành ra cái trạng thái đất xanh thì không mua mới được. Rồi Nam Long, Nam Long cũng hôm nay cũng rơi giảm nè, có phi trong phiên có nhúng nhúng mạnh thì cờ phải tích lũy là quanh đây một thời gian, tích lũy đẹp em sẽ hướng dẫn mọi người nhặt mua mới cổ phiếu Nam Long giống như ở dưới đây nha. Rồi tiếp tục hôm nay con KDH trong danh mục chúng ta đánh lũng nền thì em đã thấy nó trong phiên rồi, nhưng mà mình coi thử đây là cái nhịp lũng xuống để chi, để gãy nền rũ hay là lũng thiệt, thì nó cũng giống như bên đây nó có nhịp lũng nè, thì đây nó cũng lũng xuống nè, thì ví dụ nó kéo lên lại nó tích lũy nhẹ đây nó đánh lên mình sẽ canh mua mới nó bên đây, hay là nếu nó lũng tiếp mình sẽ bán hết để quan sát coi ngày mai như thế nào. Ngày hôm nay giữ được 52 nhìn chung cũng ok. Rồi tiếp tục Fit, Fit hôm nay tăng tốt phải không, nhìn chung là tư vấn con này mua nhiều quá rồi, tư vấn mua nhiều quá nên hôm nay không có tư vấn người mua nữa nha, không có tư vấn người mua nữa, để thành ra chờ nó kéo lại thôi, những ai có hàng thì chờ lại 14.5 nha. Rồi tiếp tục ít Sacum Real đi, cái con này có nhiều anh chị hỏi, nhìn chung khối lượng nó kiệt về đẹp nè, thì chờ nó tích lũy lại quanh đây vài phiên, khi nó bứt 22.2 đánh lên, mọi người có thể mua trung bình giá 22.2 nha, đánh lên có thể mua trung bình giá, target là bao nhiêu, là 23 tới 24 thì canh bán ra. Tiếp tục cổ phiếu VHG, con này thật ra không phải bất động sản mà em phân tích luôn á. Hôm nay là một cái phiên gì, một cái phiên đo cung cầu của nó nha, thì khả năng nó đo cung cầu vậy, mà nãy mình thấy những con bất động sản khác nó cũng xu thế là tạo đáy đó, thì khả năng nó sẽ có một nhịp hồi lên 10.3 tới 10.5, lúc đó mọi người có thể canh bán con này chốt lời ngắn hạn nếu hít, còn không chốt lời thì có thể giữ bình thường, khả năng nó kéo lên lại 11 cũng rất cao, 11.5 rất cao, nên hình ra nếu mình muốn chờ thời gian thì mình chờ luôn khỏi bán nha, khả năng nó kéo tiếp rất cao nha, nó đã có một nhịp rũ sau cái nền tăng dài nó rũ xuống dày thì nó đi lên lại là bình thường thôi, có cứ giữ bình thường. Rồi tiếp tục bất động sản trong danh mục nhìn chung chúng ta chỉ có nhiêu đó cổ phiếu thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ nói tới ngành gì, đầu tư công xây dựng. Đầu tiên là cổ phiếu, hôm nay có nhiều anh chị hỏi em mua mấy con xây dựng nào ngày hôm tăng tốt không, nay tiền vào xây dựng nha, dòng tiền vào nè. Rồi VCG này hôm nay tiền vào nè, ngày hôm target ngắn hạn của con VCG này đỉnh, hôm nay rất nhiều anh chị nhà hỏi nhắn tin riêng, rồi gì nữa, rồi ở trên rơm nhìn chung là họ khá là nhiều, thì mọi người có cứ giữ thôi, hôm nay là điểm mua nha. FCN nè, không hôm em nhớ hình như là phiên hôm qua là nhiều anh chị đã hỏi mua ngay đây đó, là hôm nay tăng đẹp không, thì khả năng target con này là tới nhiêu, tới khoảng giá 32 nha, quanh 32 mọi người có thể canh chốt lời, hoặc vượt 31 32 gì đó canh chốt lời nha. Rồi các cổ phiếu xây dựng trong danh mục là Sông Đà 6, thì con Sông Đà 6 hôm nay nó lũng nhẹ xuống, lũng nhẹ xuống nhưng mà nó không đạp nha, nó lũng xuống mà nó không đạp, nên thành ra em thấy là dần sao chẳng lẽ bán ra phải không, chẳng lẽ bán ra mà nó không có đạp, nên thành ra gán dự
khối lượng nó có tí xíu mà nó không có khối lượng đạp xuống đó, thành ra em nghĩ là gán giữ nha, gán giữ coi nó có giật lên lại không, tức là hôm nay nó dụ người ta bán ra đó, nó thành ra là mình gán quan sát nó nha. Hỗ trợ mình đặt ra là nhiêu, con sông Đà 6 này hỗ trợ đặt ra không phải là ngay cái hộp Davat mà là ở đâu, là ngay MA 50 nè, 8.4 á nha, lũng ngay 8.4 mới bán nha, do MA 50 lũng nó xấu nhưng mà chưa có lũng, MA 50 mình cứ giữ bình thường thôi. Mô hình này là mô hình tạo đáy bình thường. Rồi. Tiếp tục cổ phiếu HHV, hôm nay đầu tư công tăng thì con này tăng, mình mua ở đâu? Mình mua đây phải không? Mua trong phiên hôm qua, giờ hôm nay nó tăng dòng tiền vào nè mọi người thấy không? Tức là con HHV này mình canh nó những cái vị thế nó tích lũy ở đây mình mua rất ok. Tuy nhiên nếu mình mua bùng nổ nó thường thất bại nha, thường thất bại. HHV nhịp này em kỳ vọng nó có thể lên được 26. Cho mình canh chốt lời ra nha, từ dưới đây lên 26 cũng được biên lợi nhuận là 700 10%. Lần này mình không có ham nữa, đủ lời mình ra nha, đủ lời mình ra. Đợt trước ham mất nhiều lãi quá, nói tới nó lui vẫn ham thôi. G36 hôm nay cũng tăng, hôm nay em có nói rất nhiều mọi người là mua con G36 buổi sáng, trong phiên nó xìu xuống nhưng nó vẫn tăng đây, nhìn chung là ok. Thì anh chị nào có cứ giữ thôi, G36 kỳ vọng ngắn hạn là 22, dài hơn là 23 nha. Kỳ vọng của em là nó sẽ chinh phục được hai vùng giá này, là hàng chúng ta về cho chúng ta mua hai phiên trước ở dưới đây rồi, mua ở dưới từ buổi sáng rồi, T0 T1 rồi thì mình còn T2 T3 nữa là hàng về nha. Rồi đó là các cổ phiếu xây dựng nhìn chung là tốt. Rồi tới thực phẩm chúng ta có ABS đang xây một cái đáy quanh đây, những anh chị nào đang có cứ giữ bình thường, nó đánh vượt 24.25 đi mua gia tăng, target là sẽ lên lại được dùng 27, do nó đã có một nhịp test rồi nó lủng xuống thì khi nó lên lại nó sẽ đánh vượt qua luôn nha. Cái khối lượng nó đang kẹt xuống giờ là tốt nè. TTF, con TTF này ATC là bị đạp nữa nhưng mà nó vẫn neo neo quanh đây nha, nó vẫn neo neo được quanh đây, hiện kỳ vọng nó sẽ có một nhịp bứt lên lại, nếu nó bứt lên nó test nhẹ nó lên tiếp mọi người có thể canh mua mới. Nhìn chung là nó đang điều chỉnh một đáy nha, hai đáy nha, đang điều chỉnh hai đáy với RSI là sao, đang giảm dần, đang điều chỉnh RSI giảm dần mọi người không, để cho cái nhịp móc lên lại đó. Chúng ta có thì nhìn chung là chặn nó quanh giá nhiêu 15.9 16, nếu mà nó lủng cuối phiên hoặc trong phiên nó đập mạnh nó lủng xuống thì mình có thể cân nhắc mình hạ bớt 50% tỷ trọng nha, hạ bớt 50% tỷ trọng còn hoặc là bán hết, chứ mà nó đập lủng xuống thì đừng có canh bắt nha. Rồi tiếp tục ta hạt gạo làng ta ở đây thì hôm nay là cái phiên hơi nát, trên giảm vẫn chưa vượt được, trên tăng vẫn còn giữ, tức là nó đang có một mô hình tam giác cân nha, đây là một mô hình tam giác cân đang siết chặt thì khả năng nó hồi lên nó test 42 rất cao, nên anh chị nào có cứ giữ. Hôm nay không rõ là bị gì bán giữ vậy, cú phiên nó đạp về giá đỏ luôn nhưng mà sao nó vẫn giữ giữ qua đây, con này cắt lỗ khi nó lủng 39 nha, lủng 39 hoặc là lủng nhiêu, lủng 38 thì chúng ta canh ra nha, lủng 38 canh ra. Còn bây giờ thì nó đang ở trong mô hình tam giác cân thì khả năng nó chạm cạnh dưới lần nữa nó sẽ bật lên lại nha, nếu mà mình muốn mua quanh 39.0 phải nhặt vào mô hình tam giác chưa lủng nha. Rồi tiếp tục các cổ phiếu phân bón, đầu tiên là DCM đây, mọi người thấy nè, hôm nay nó giật lên đóng cửa giá xanh này phải không, hôm qua bán quá trời bán rồi, hôm nay đóng cửa giá xanh thì khả năng nó giật lên nó test lại 44, nếu vượt được 44 nó đánh lên đỉnh luôn nha, hoặc ít nhất nó sẽ lên được quanh giá 47. DBM đây hôm qua bán nằm sàn luôn nè phải không, hôm nay lại tăng giá xanh gì vậy phải không, thì khả năng con này ngày mai nếu mà nó bứt qua được giá 66 nó sẽ kéo lên nó test lại giá 70 nha. Những anh chị nào có em nghĩ đừng có bán tháo, khả năng nó hồi lại khá cao đó. BFC nè, hôm qua bán quá trời bán luôn, nằm sàn nhốt sàn luôn mà hôm nay không giảm nữa nha, khả năng con này ít nhất nó sẽ hồi lại lên khoảng giá 45 tới 46, anh chị có cứ giữ. Lát thì tương tự thôi, lát hôm nay nó hình thành một cái mô hình siết nhỏ ở đây nha, đây em zoom kỹ nè, siết nhỏ ở đây thì khả năng nếu mà nó bật được giá 20 nó sẽ kéo lại giá 22 ngay, anh chị nào có cứ giữ. Ở dưới đây một là canh mua, hai là nắm giữ không bán ra. Đây là một cái phiên kiệt rất đẹp của con lát, có khả năng là nó sẽ đánh trong gì, cái chỗ ngay đây nè, em thấy nó khá giống ở dưới đây nha, nó khá giống đây, người thấy nào, nó rơi xuống không, nó hồi lên nó đi ngang vài cây xong nó gãy xuống đi ngang xong nó bứt lên nó đánh liên tục nè phải không, có phải đây nó rơi xuống không, đi ngang vài cây nó hồi lên đi ngang vài cây nó gãy xuống lại đi ngang vài cây không, y hệt dưới đây không, kỳ vọng là con lát chuẩn bị trở lại cùng ngành phân bón, nó chưa lủng với mày 20 mình đừng lo, nếu mà nó lủng giá như 19 mình cắt lỗ nha.
lũng thì chính cắt lộn, chú ý nha. Rồi, hóa chất thì có gì? A thì nhìn chung hôm nay có cái nhịp nó lên giá xanh trong phiên và nó quay lại giá đỏ, nhưng mà bình thường thôi nha. Nó đang giữ ở đây khá tốt và nó kéo giá xanh thể hiện nó test cung xong rồi đó. Con này nếu nó vượt giá nhiêu? 19.3 tới 19.5. Anh chị có thể canh mua thêm. Target của nó ít nhất là phải lên được giá nhiêu? 20. 20.5 nha. Rồi DRI đi. Một số con hóa chất em đã từng tư vấn nè. Đây con này có phải trong buổi cuối tuần mọi người có hỏi quá em không? Em có tư vấn mọi người đó. Vượt rồi nè, canh mua vào phải không? Nay nó tích lũy đây, nó tích lũy đây làm gì? Để cho nhà đầu tư đây bán nè. Thì khả năng nó vẫn có một cái nhịp đó lên 21 22. Có lúc đó có thể canh chốt lời. Dòng tiền nó đang trở vào nha. Rồi, hai cái con họ của ông Quyết nha, họ của Quyết thì sao? Họ Quyết thì FLC. Mọi người thấy hôm nay nó quay đầu không? Nhưng mà nhìn chung cái trạng thái này bình thường nó sẽ sideways, nó tích lũy, nó tạo đáy dưới đây. Sau đó đánh lên lại, nó không có nằm sàn đâu. Nó sẽ đánh lên lại đó, nó sẽ hồi lên lại đó. Ít nhất nó cũng sẽ hồi được giá 13. Nên thành ra mọi người có, em nghĩ như bình thường thôi nha. Rót này cũng giống vậy, đừng có bán háo nha, đừng có bán háo. Nó sẽ lên lại được giá 8 nha, lên được giá 8 do nó đã gom đủ hàng rồi. Giờ nó gì? Nó đang rủ nhà tư ra, hồi lên rủ ra để đánh tiếp thôi nha. ART nè, phải không? Mọi người thấy nó trụ xuống cây gì mình đi bán tháo là sai. Khả năng nó hồi lên lại cái nền quanh giá 10 ở trên là rất cao nha. Đây nó cho người bán ra đó, những anh chị mà bắt đáy ở dưới hoặc những anh chị mà khó chịu ở dưới đây nè, bắt được nè hoặc đang kẹt đây người ta cắt lỗ nè. Ví dụ đây rơi xuống nè, nghe không? Hồi lên 1 2 3 cây nè, phải không? Xong nó rơi xuống lại nè, nghe không? Thì nó sẽ rơi xuống lại đây cái xong nó giật lên lại nha. KLF cũng giống vậy nè, hôm nay thậm chí nó lên được tới đây luôn. Nếu những anh chị nào mà bán được ngay giá này nè, là mọi người bán được cái giá mọi người có lời, chúng ta mua con KLF về đây mà, là chúng ta sẽ lời được như 100, lời được 11% đó nha. Đó, nên thành ra là không có việc gì phải bán ra nữa. Thí dụ mọi người bán ngay đây thì mọi người bán được, nhưng mà bên đây thì đừng bán nữa nha. Rồi, đó là toàn bộ những gì muốn chia sẻ mọi người trong cái bản tin tối phiên hôm nay. Nhìn chung là thị trường chúng ta nếu mà nó lắp gáp lưu với nó nhúng xuống 1 5 10 trong sáng ngày mai nó sẽ rất tốt, tức là sáng đỏ chiều xanh, chiều kéo tiếp. Nếu sáng mai nó đua lệnh nè, nó đua lệnh nó kéo lên tiếp thì em nghĩ mọi người đừng nên canh mua mới nha. Đừng canh mua làm gì, chỉ nếu mà mua thì nên mua những cái con nó không tăng hoặc là những cái con thép. Nãy giờ em chia sẻ với mọi người rất nhiều đó, ok, mọi người mua vào nó sẽ khá là đẹp. Nhưng nếu mà mọi người mua những cái con nó tăng mạnh vào sáng mai nó kéo thị trường đi lên, xác suất mọi người lỗ rất cao nha. Do thị trường chưa lắp gáp mà nó kéo giật giật liên tục á, nó không đủ biên độ tích lũy, nó sẽ rủ đau lắm nha. Ví dụ đây người hay nó rủ một cái là bao nhiêu điểm? Nó rủ một cái là nhiều 29 điểm nè, nó rủ một cái là 20 điểm nè nha. Nên hình như chúng ta phải cân nhắc cái vấn đề rủi ro này nha. Rồi, nhìn chung đó là toàn bộ những gì muốn chia sẻ mọi người trong phiên hôm nay. Thị trường chúng ta chưa vào pha đẩy giá, chưa vào pha toàn dân có lãi, mà nó chỉ ở trong pha gì? Tích lũy vượt đỉnh rồi test lại nha. Thì mọi người xem tới đây cũng nhớ ủng hộ em một lượt like, share và đăng ký kênh, cũng như là bấm vào cái chuông để có những cái thông báo thì mọi người có thể coi ngay cái clip mới ra. Rồi, nếu mọi người có thắc mắc về câu hỏi thì có thể bình luận công khai bên dưới phần mô tả video. Có vấn đề thì có thể liên hệ với bạn trợ lý Thanh Hà, bên dưới phần mô tả video cũng có luôn nha. Rồi, xin chào mọi người, em là Nhật Quang.